Đúng là một pha bóng mắc sai lầm thực sự rồi. Quả bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng anh đã bắt hụt bóng và để cho cái bóng trái bóng bật ra. Rất đáng tiếc. Nhưng đây cũng là một tình huống bóng khá xoáy sau cú đá của Doãn Ngọc Tân. Sút bóng rất nguy hiểm. Và như vậy là bàn thắng đã đến dành cho Đồng Á Thanh Hóa với sai lầm của thủ môn Đặng Văn Lâm. Rất bất ngờ. Ở phút vừa rồi tôi cứ nghĩ có lẽ là bóng sẽ chỉ đi vào cạnh lưới của đội chủ nhà mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy các cầu thủ Đồng Á Thanh Hóa chạy ăn mừng thì đó mới là bàn thắng dành cho Đồng Á Thanh Hóa. Đó cũng chỉ mới là pha lên bóng đầu tiên, tình huống tấn công đầu tiên và cú sút đầu tiên. Nhưng có vẻ như là trong những phút đầu này thì thủ môn Đặng Văn Lâm chưa giữ được sự tập trung. Anh chưa thật sự đóng máy. Chúng ta cần phải có một góc quay chậm để có thể nhìn được một cảnh toàn nhất có thể về bàn thắng này của Đồng Á Thanh Hóa. Người đã ghi bàn ở trong pha bóng vừa rồi đó chính là Doãn Ngọc Tân. Một cú đá bất ngờ. Và có lẽ là các cổ động viên của đội chủ nhà cũng như là các cổ động viên của Đồng Á Thanh Hóa họ cũng không nghĩ rằng pha bóng vừa rồi là một bàn thắng. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống chiếu chậm này. Đúng là một pha bóng mắc sai lầm thực sự rồi. Quả bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Đặng Văn Lâm, nhưng anh đã bắt hụt bóng và để cho cái bóng trái bóng bật ra. Rất đáng tiếc. Nhưng đây cũng là một tình huống bóng khá xoáy sau cú đá của Doãn Ngọc Tân. Văn Lâm hoàn toàn có thể có một tình huống xử lý bóng tốt hơn. Không được. Lần này đã có tiếng còi được cất lên. Lỗi việt vị có lẽ là của Di Mario. Bàn thắng vừa rồi chắc chắn sẽ khiến cho trận đấu của chúng ta trở nên sôi động hơn. Sau khi chia tay câu lạc bộ Hà Nội khi đến với Di Mario, Marlon lần này tiếp tục là một pha xử lý thoát tim nữa. Nhưng cũng may đã không có một sai lầm nào diễn ra. Nhưng bóng đến với Đồng Á Thanh Hóa. Không vào. Chúng ta đã nghe những tiếng ô, những tiếng huýt sáo đến từ các cổ động viên dành cho tình huống phòng ngự vừa rồi của các cầu thủ bên phía đội chủ nhà Maryland Quy Nhơn Bình Định. Thật sự là không an tâm một chút nào. Rất may là ở trong tình huống bóng cuối cùng thì Văn Lâm cũng đã kịp sửa sai với một pha đổ người chính xác. Không biết là việc Philip Nguyễn có được quốc tịch Việt Nam có ảnh hưởng đến tâm lý của Văn Lâm hay không. Pha đá bóng an toàn của Văn Lâm. Thêm một quả tạt sớm, đánh đầu ngược. Đưa bóng vào, Gustavo. Vẫn là các pha xử lý rất bình tĩnh.